Rồi, hello cả nhà mình. Hôm nay em sẽ cho kênh YouTube của mình biết được là nơi bánh mì bán rất là ngon. Cả nhà nhìn ba tê nè, bơ nè, đó, chà bông bánh mì nè. Cả nhà nhìn cái mâm thịt đều rất là ngon luôn nha cả nhà. Đó, đây là 25 cành một ổ nha cả nhà. Đó, địa chỉ ở đây là 83 đường Tôn Đản hả chị? Đường Tôn Đản phường mấy ta? 83 đường Tôn Đản phường 14 quận 4. Nhưng bánh mì cũng là bánh mì 83 luôn, không có lấy tên gì hết mà lấy tên của địa chỉ luôn. Đó, đó là em sang cho cả nhà mình coi bánh mì thành phẩm của em nha cả nhà nha. Em ở đây thì bán với cả nhà mình á thì có nhiều bánh mì, tiệm bánh mì rồi, nhưng mà ở đây là nhiều tiệm bánh mì rồi nhưng mà tùy theo khẩu vị, đúng không cả nhà? Đó, nhưng cái khẩu vị của em á là rất là thích ở đây. Ở bánh mì cầm lên rất là nặng nè ha. Cả nhà biết em cái gì mà nặng em phái lắm. Đó, vậy đó. Bánh mì cầm lên nặng nè ha, thịt nhiều nè ha, mà giòn ba tê ngon, bơ béo nè ha. Thì đối với em là bánh mì 83 đối với em là rất là chuẩn luôn đó. Mỗi ngày mà ví dụ như em gấp mà em không có đi giao hàng gấp đi, không có ăn đồ có nước đồ này nọ mà đi gấp đó, là bánh mì 83 là cái cứu tinh của em, là em lúc nào cũng ghé cho. Mà em thường thường là đi gấp nhiều hơn tại vì giao hàng cho khách đó, còn thư thả thì có thể là ăn đồ có nước đồ lâu lâu thay đổi. Bánh mì 83 là hình như là đầy đủ của em ơi, tới cuối năm là phải bắt đầu là phải tặng cho em là hai ổ không tính tiền. Cái gì đó nha cả nhà nha, cả nhà chuẩn bị cái ổ bánh mì của em nha nha cả nhà nha. Đây cả nhà, ổ bánh mì 25k cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhìn đi, em nói cả nhà mình nhìn đi rồi nói chuyện. Ba tê thì béo hết rồi, cả nhà nhìn nè, 25 cành, cả nhà nhìn nè, chả thịt nè, mà thịt ngon nha chứ không phải là bán thịt, em nói chả ngon, thịt ngon nha cả nhà. Chà bông ba tê rồi nó hả béo chấn động, bơ nè, ché dầm kè nè, thẳng cho cả nhà mình xem. Bơ lòi lên liền, cả nhà nhìn nè, ngon lắm, cái thơ dài ra. Có gì cả nhà ủng hộ kênh cho em nha, rồi có gì em sẽ quay những thức ăn đường phố cho cả nhà mình xem cả nhà nha. Chúc cho cả nhà mình một buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc.